Ui da, đau không chết luôn hả? Đau, dập cái chân tôi rồi. Đi đâu? Ngang chân miếng keo. Keo làm chi? Chân cha đi hết được rồi nè, đi đâu vậy? Coi nè, hỏi cái gì? Trời ơi. Miếng keo, miếng keo. Cái guốc vậy mà mang ra là cái guốc đó bà con bác vậy mà đạp lên cái chân mình. Thôi con lấy dép này con. Đặt cái này con chùi cho nó đau. Đau chứ không phải giờ. Đau. Con rồi. Thôi giờ áo. Giờ áo. Được rồi. Okay. Đau quá trời còn đau lắm. Chó đau rồi, chắc con hỏi nè. Còn đau lắm. Nghĩ sao mà đi mà mang dép mà không để ý gì hết trơn á, để đạp lên cái chân của tôi. Ủa con cái nạp vậy thôi nè. Nè, nhưng cái này nha. Con nhẹ đi nhẹ vậy mà nhẹ gì? Ủa con nạp cái dép à. Nãy đạp sao đâu? Đó con. Không phải, nãy đạp nguyên bàn lên luôn. Đó đó. Đó đau thấy không? Trời ơi còn diễn lại nữa. Đau gần chết luôn à. Thiệt tình gái đứa gì đâu á. Không có thương tôi mà. Không có thương tôi gì hết trơn á. Anh đau không sao? Sao không sao? Đau đau chân rồi nè. Đi. Kiếm con keo dán cho tôi đi. Đi gặp bác sĩ. Bác sĩ có băng keo luôn nè. Bác sĩ đâu giờ này bác sĩ tôi chưa làm. Nay mới mùng 5 Tết à. Đi. Dài luôn nữa. Đau lắm, chừng đau lắm. Làm gì vậy? Đi. Đi đâu? Đi. Đi đâu? Bác sĩ. Bác sĩ gì cái xe này sao đi? Long. Xe đó sao đi được? Long. Long đi. Lên gì? Lên. Xe này sao đi được? Đây con chở nha. Xe đi không được đâu. Vô là con ngân. Rồi chạy, cho chạy bộ theo. Đau quá rồi, chân đau quá rồi, đi hết được luôn rồi. Chân đau đi hết được luôn rồi sữa ơi. Quá trời đau luôn rồi. Đi đó đi. Sĩ đâu? Sĩ tập con nè. Hả? Xuống đây. Không chứ sao. Trời xuống. Xuống. Ngồi đây nè, ngồi ghế chứ. Đây nè bác sĩ. Làm gì vậy? Rồi ngồi ghế nè. Làm gì vậy? Con phải lột cái lạc. Hai thằng chi? Đau chân rồi nè. Chân cha đau lắm, cha đi không được. Đau chân lắm. Mẹ Duyên hả? Mẹ Duyên không có. Hả? Có một keo. Con keo hả? Có con bên mẹ Duyên đó con đây đâu có nè. Đây nè, đây nè. Nè, có nè. Đó đã không mày, đây đã con nhé nha. Rồi, dạ. Cho con mua một miếng ăn kèm. Đi cảm ơn ngoại không? Cảm ơn ngoại. Cho con kia yếm ăn kèm rồi đã. Ồ, đạp cái chân đau quá mà. À, không sao, không sao. Không sao. Chú đã con nè, con đếm mình cầu dán chẳng sao. Đau lắm. Mẹ ơi. Mũ keo mà. Mũ keo đẹp mà. Đau lắm. Uống mũ keo mà. Đau lắm. Uống mũ keo. Đau chân lắm. Sao xé dục tùm lum kìa. Lụm lên. Ra đây dán cho cha coi. Đi. Đi ra đây gán cho cha. Đi. Đi lại cho con dán. Ra đây nè dán. Con dán lại. Ra đây nè.
cái ghế này. Quá trời quá đất. Không có sao. Ra đây ngồi ghế. Đâu? Đâu hả? Đâu chứ? Thì làm gì? Tao không chịu sao nổi. Con keo mà. Đâu? Chân đâu? Chân nào? Để đạp chân nào? Hả? Nãy con đạp cho chân nào? Nó mở chân và cái này ra. Đi ra đâu? Đi ra đâu? Mưa đâu? Mưa đâu? Đâu? Ây da. Nãy hai ngón lận. Ây da. Đau, đau. Hết đi được rồi, gọi gì mét nội luôn. Ủa không kêu đẹp mà trong dạng đâu, nhưng mà kêu để cho nó hết trào còn đau lắm. Chắc bên kêu lại vô xong rồi con mở ra. Đau lắm, lại con đạp cha con biết cho đau lắm. Con nhớ mà thì con dán băng keo lại. Dán đi rồi. Ủa sao không có sao không dán à? Đâu? Không dán à? Đau lắm. Rồi đi đâu bỏ tôi vậy? Con đi dục. Thôi đi dục đi chi? Thì cho không dán. Cha đau lắm. Dục sọt rác rồi. Thì cho không dán đâu. Cha đau lắm. Ủa, bóp chân đi, bóp chân đi, bóp chân đi, bóp chân đi. Thôi đừng lỡm. Bóp chân cho cha đi. Để ghế lên nè. Dán vậy. Nè, con ngồi ghế đi. Ngồi để đây nè, bóp chân cho cha coi. Nè. Rồi đó. Lại lấy ghế lại bóp chân cho cha. Rồi làm ta con rồi. Sao đâu? Kìa, lấy cái ghế lại bóp chân cho cha coi. Ngồi xuống bóp chân cho cha. Cha con ngồi. Chưa xong, đau lắm. Con sức dầu nha. Dầu đâu mà sớt? Dầu đâu ngoại á. Ngoại cái dầu luôn hả? Con mình sớt coi. Cha cha bị đau. Có nhiều chuyện không có gì. Nó sửa gì chuyện gì sửa. Trời. Ủa, quét cái quét bảo mà sao quét đâu vậy? Chết rồi. Bà ngoại không đâu, bà ngoại không đấm để nó con. Chưa hốt. Xíu ngoài hốt. Mày quét rồi gom nó lại xuống mày hốt. Trời ơi, dám quét ra ngoài. Mày dám quét ra ngoài. Thôi để ngoài hốt. Nè. Ê, ổng hốt chưa tới giờ hốt. Gom nó đi, tiền đó. Cái này đóng tiền nè nha. Đóng tiền của ngoại đó nha. Ừ, nè, dầu. Đợi nó xíu dầu ngồi vậy, tôi ngồi đâu? Có chừng chấm chấm được rồi, có chừng cay. Đây. Đó đi. Có chừng cay. Thôi chấm chấm được rồi, vậy lại ra dầu rồi. Đừng có mở ra. Đúng rồi. Đau quá trời quá đất mà. Đi đứng gì không để ý gì, chân gì guốc gì mà đạp lên chứ cưng của người ta. Không chứ không đâu. Tưởng luôn. Tưởng là mình nhẹ lắm hả? Nè, sức cho xíu. Nè. Bây giờ chị sức dầu mà bảo với mình nữa. Đây. Hết đâu rồi? Chưa hết luôn á. Mẹ. Chưa hết luôn á. Không hết đau không? Có hết. Bây giờ nào hỏi đi. Sức dầu. Rồi được rồi. Đây chắc rồi. Đó. Không có chào không? Sưng luôn rồi chứ không sao gì. Sưng giờ luôn rồi. Ba đi đắp bà là con để cái chân á. Em cho con kìa. Rồi. Dạ. Đây anh. Đây á. Để con bây giờ nè. Để chân lên đây cho.
Rồi được rồi. Chưa. Trời ơi, mang về mang quần áo dài mang ra tính ra kiến con cái rồi vậy sữa. Sữa, kiến, kiến kìa, gọi con. Kiến kìa. Kiến nó cắn á. Né nó ra kìa. Thôi cho nó hết đau rồi. Cho cảm ơn gái nha. Rồi cảm ơn gái, được rồi. Cho là con bị chà má nè. Chà má hả? Thôi được rồi, cảm ơn gái. Cho con đứng cẩn thận nha. Không còn bên đây mũi chết nè, mũi chết đâu đó. Được rồi con. Cho rồi, được rồi nè, nó nhúc nhích được rồi nè. Cho nhúc nhích được rồi. Cho sắp chào. Được rồi. Trời kiến kìa, kiến kìa. Được rồi, thôi cảm ơn gái nha. Hả? Rồi ok. Rồi được rồi, trả dầu cho ngoại. Tao lại con sức da đau quá, nóng lắm, được rồi. Con nóng. Nóng rồi. Con chút một lần nữa nha. Ừ. Rồi ok. Cả chân kem. Thôi chân này nó bị gì đâu. Ủa chân này có con kia nó cắn nè. Hỏi thận quá. Thôi bắt đè đầu xuống dầu rồi. Con kia nó cắn á. Cắn sao đâu. Rất mát rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Được rồi sữa ơi. Rồi cảm ơn con. Kiến. Ê, chạy vô. Nhanh lên, nhanh lên. Kiến. Ở đây một kiến cắn cha đó. Vô. Mày dép vô. Rồi vô. Được rồi. Được rồi. Để vô của tay. Rồi xong. Rồi cảm ơn nha. Cảm ơn gái nha. Dạ chào tạm biệt quý bà cô chú và hẹn gặp lại quý bà cô chú trong một video theo ạ. Cảm ơn quý bà cô chú rất là nhiều.